Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Vượng trong team chính nhà bác sĩ Vũ Văn Yên và Cộng sự. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình bẻ chỉnh tọt đơn thuần một răng. Thì thông thường mình có thể, đối với một răng đơn thuần để mình chỉnh tọt, mình có nhiều phương án. Có thể là gắn lại mắc cài, hoặc là mình bẻ chỉnh tọt đơn thuần một răng, hoặc dùng lò xo Warren. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng lò bẻ dây chỉnh tọt một răng. Thứ nhất mình cần chuẩn bị này, bút đánh dấu và bộ kìm bẻ tọt. Đầu tiên mình muốn bẻ chỉnh tọt răng cửa này vào để mình đánh dấu vị trí răng cửa. Có thể mình đánh dấu vị trí điểm giữa của mắc cài. Giả sử trường hợp này mình muốn bẻ cái trục của cái thân răng vào trong thì mình mới bẻ cho cái phần dây này hướng lên. Tại vị trí mình đánh dấu, mình đánh dùng kìm. Hai bộ kìm này có hai phần, thứ nhất là kìm kẹp dây, mình kẹp bên ngoài, mình kẹp dây bên ngoài. Thứ hai là mình dùng kìm kẹp phía bên mặt trong của cái dây. Thì đây mình kẹp vị trí đánh dấu của mình nằm ở giữa cái kìm này, giữa ở kìm. Đấy, vị trí đánh dấu của mình nằm giữa kìm. Thứ hai là kìm thế này. Bây giờ mình muốn kẹp vào cái kìm thứ hai, mình kẹp vào cái phần dây của mình, muốn cho cái phần phần răng của mình nó chân răng vào trong thì mình bẻ hướng lên trên này theo ngược chiều kim đồng hồ. Mình muốn chân răng ra ngoài và thân răng vào trong thì bẻ cùng chiều kim đồng hồ. Trường hợp này tôi muốn chân răng vào trong thì sẽ bẻ theo cái hướng của cái ngược chiều kim đồng hồ. Để mình sẽ bẻ, mọi người có thể nhìn thấy cái góc độ bẻ. Đấy. Mình có thể mình bẻ này, tùy cái góc độ của mình. Nếu mình muốn bẻ nhiều thì mình tăng độ lên, hoặc mình bắt bẻ ít thì mình để độ ít. Đấy, sau khi mình bẻ xong thì mình thấy cái dây của mình nó đã có độ tọt. Kẹp vào trong này các bạn nhìn rõ hơn. Bình thường dây của mình đã nằm giữa này, đây mình đã thấy có độ tọt. Tương ứng cái trên cái kim này của mình nó đã có các góc độ luôn. Góc này của tôi là tương ứng khoảng tầm 15 độ. Nó song song cái đường này của mình, đường hướng 15 độ này của mình. Đấy, thế nên là tôi vừa hướng dẫn các bạn để cách để bẻ tọt một răng đơn lẻ. Đấy, cảm ơn các bạn.